Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Tại hội đường Capernaum, Đức Giêsu đã nói: "Tôi là bánh hàng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời." Nghe rồi, nhiều môn đệ của người liền nói: "Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi." Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm sì về vấn đề ấy, người bảo các ông: "Điều đó anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin." Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp: "Vì thế, Thầy đã bảo anh em, không ai đến với Thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho." Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm 12: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?" Ông Simon Phêrô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa." Đó là lời Chúa. Kính thưa ông bà và anh chị em, Đức Thánh Cha Phanxicô có nói cho chúng ta biết điều này: hãy lắng nghe tiếng Chúa, đừng làm cho trái tim của chúng ta trở nên chai đá. Bởi vì khi trái tim của chúng ta trở nên chai đá thì chúng ta khó mà đón nhận lời của Thiên Chúa làm nguồn sống cho chính chúng ta. Và đó là điều mà lời Chúa chúng ta vừa mới nghe: tại sao người ta bỏ Chúa mà đi? Thế thì Thánh sử Gioan đã cho chúng ta biết lý do vì sao người ta từ chối Chúa: bởi vì lời của Chúa Giêsu nghe chướng tai quá, khó nghe quá. Và quả thật, ngày hôm nay, nhất là các bạn trẻ mà tôi có dịp gặp gỡ và nói chuyện, tôi thấy các bạn trẻ ngày hôm nay chỉ thích những cái gì mà nó sôi nổi, nó ồn ào, nó náo nhiệt. Chứ sứ điệp của Chúa Giêsu khó nghe quá, chướng tai quá, không thể chấp nhận được. Chúa bảo hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em. Chúng ta nghe xong và chúng ta không thể nào mà chấp nhận được. Thế thì lời Chúa ngày hôm nay, lời tuyên xưng của Thánh Phêrô ngày xưa thì giờ này đây, lời tuyên xưng của chúng ta thực sự diễn tả cái nội dung ở bên trong thực sự có ý nghĩa mà chúng ta có thể làm được. Đó là gì vậy? Chúng ta hãy để cho cái lời tuyên xưng của chúng ta mang một ý nghĩa đích thực, thì đòi hỏi chúng ta phải vượt lên trên cái bình diện giác quan để mà hướng tới cái bình diện tinh thần. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói: chỉ có tinh thần mới làm cho sống, chứ xác thịt thì có ích gì. Và lời của Thầy nói với anh em là tinh thần và là sự sống. Con người có một ơn gọi cao cả lắm, cho nên con người phải vượt qua bình diện mà Chúa Giêsu mời gọi, đó là bình diện tinh thần. Thế nhưng cái bi đát của con người ngày hôm nay cứ thích dừng lại ở bình diện của thân xác mà không vươn lên tới cái bình diện tinh thần. Hình ảnh cái đời sống hôn nhân, Thánh Phaolô nói như thế này: đời sống hôn nhân và gia đình của anh chị em, một vấn đề gai góc trong thời đại hiện nay. Nào là ly dị, ngửa thai, phá thai, nào là hôn nhân tự do, và biết bao nhiêu vấn đề liên quan đến cái đời sống hôn nhân gia đình. Đang khi đó, Giáo hội Công giáo vẫn đang tiếp tục chủ trương là không chấp nhận ly dị, mà thật sự có những hoàn cảnh chúng ta thấy lập trường giáo hội quá là cứng cỏi, đúng không thương bà và anh chị em? Tại sao ngày hôm nay giáo hội không cho vợ chồng bỏ nhau? Nó cũng bộc lộ một nỗi băn khoăn, một nỗi thao thức. Và khi chứng kiến những cảnh như thế, thế thì đa số trong chúng ta đưa ra những kết quả trả lời chung chung, nào là lý do tâm lý để lại những cái vết thương không đẹp trong lòng hai người, rồi nhất là để lại một cái vết thương không bao giờ lành được ở nơi tâm hồn của con cái. Rồi lý do xã hội, như những đứa con ở trong một cái gia đình như thế, nó lớn lên thì chắc chắn nó sẽ phá làng phá xóm. Chúng ta có thể đưa ra rất là nhiều lý do để mà thuyết phục và không nên ly dị. Thế nhưng tôi vẫn nghĩ như thế này: đối với người Công giáo,
cái lý do cuối cùng nhất, đó không phải là lý do về mặt tâm lý, giáo dục hay là xã hội, nhưng cái lý do cuối cùng là lý do về mặt tinh thần mà Thánh Phaolô đã so sánh cuộc hôn nhân của vợ chồng với sự kết hợp của Chúa Kitô và giáo hội. Chỉ có ở đó, đôi vợ chồng công giáo mới khám phá ra được cái động lực cuối cùng mời gọi vợ chồng trung thủy vượt qua phản bội, mời gọi vợ chồng trung tín vượt qua thử thách, chứ không phải những lý do trên bình diện, xã hội, tâm lý mà thôi. Thế cho nên, để có một lời tuyên xưng thật sự như của Thánh Phêrô là chúng ta phải vượt lên trên bình diện, xét về mặt tinh thần, chứ không phải là bình diện ở nơi thân xác. Còn có một yếu tố để có một cái lời tuyên xưng đích thực như vậy thì phải có xuất phát từ cái cảm nghiệm thật sự của chúng ta. Chúng ta phải có một cái trái tim bằng thịt để chúng ta dễ dàng sống trung tín và dấn thân cho cái lời tuyên xưng của mình. Bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Amen.